Gia thế Hương Giang khủng cỡ nào, được mệnh danh là người kiếm tiền giỏi nhất showbiz Việt. Có công ty giải trí riêng, biệt thự trải dài từ Bắc vào Nam. Bà rủ em mua nhà chung với bà mà tới giờ em với bà có nhiều căn nhà chung là em không nhớ luôn á. Là nhiều khi anh Tiến ơi sổ đỏ đâu rồi là em mới đi lục coi cái tờ sổ đỏ ở đâu đó. Không, nhưng mà mua những cái nơi lạ là ví dụ như Nha Trang hả? Yeah. Đà Nẵng. Thậm chí là mức độ mà mua chung ai đứng tệ được. Nhà mới của Hương Giang Idol có mấy tầng? Bộ căn nhà thì đều được sử dụng đồ nội thất nhập khẩu và chỉ có mức giá sương sương thôi. Sofa phòng khách chưa đến 500 triệu. Đèn bếp chỉ 5.000 đô. Bồn cầu á, 100 triệu đồng thôi chứ mấy. Tốn kém nhất là cái thang máy. Mình không dám đoán luôn. Cuộc sống sang chảnh có tiếng với siêu xe, bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ. Riêng chỗ để đồ hiệu thôi thì Hương Giang phải dành đến 2 tầng thì mới chứa hết được số đồ tôi đang có. Ở tầng phía dưới là nơi để giày, nước hoa, bàn trang điểm. Còn phía trên là sẽ để trang phục và các loại phụ kiện như là túi xách, đồng hồ. Mỗi lần thay đồ ra ngoài thì Hương Giang phải đi lên đi xuống giữa 2 tầng. Hương Giang quả là một yêu nữ hàng hiệu với tủ đồ hiệu đắt tiền đáng mơ ước. Nàng hậu có niềm đam mê bất tận với túi sách. Chiếc Hermes Cali 25 màu đen 500 triệu, Hermes Birkin 25 tông màu xanh ngọc trị giá hơn 350 triệu đồng, Hermes Cali 28 hơn 230 triệu đồng, Hermes Birkin 25 màu đen trị giá hơn 400 triệu đồng. Cùng đến với bộ sưu tập xe của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang WX6 2016 X-Driver 30D hơn 4 tỷ, GLC 300 2018 2 tỷ 450 triệu, Porsche Cayenne 2018 5 tỷ 2, Maserati Quattro Porter 2020 8 tỷ. 63 là mượn. Mượn. Tiền nó mà mua mà. Mượn đó. Mô hình mô hình đó. Nếu nhắc đến một người giỏi kiếm tiền bậc nhất showbiz Việt, chắc chắn phải nhắc đến Hương Giang. Không chỉ hoạt động trong làng giải trí Việt với nhiều vai trò như ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, nhà sản xuất game show, cô còn kinh doanh nhiều ngành nghề, từ bất động sản đến mỹ phẩm và có cả công ty giải trí riêng. Sau nhiều năm cống hiến trong làng giải trí, Hương Giang là gương mặt đắt sâu, kiếm bộn tiền từ nhiều hoạt động khác nhau, cũng là nghệ sĩ có cát xê siêu khủng. Vì vậy mà khi soi qua khối tài sản đồ sộ của Hương Giang, cộng đồng mạng không khỏi nể phục xe lẫn trầm trồ. Công ty giải trí riêng của cô ra đời từ năm 2019, nay không ngừng lớn mạnh và phát triển. Việc tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ lên 10 tỷ đồng như một minh chứng rõ ràng cho thấy sự tài ba của nữ ca sĩ đa tài này. Cũng nhờ sự chăm chỉ cùng khả năng kiếm tiền cực đỉnh, Hương Giang sở hữu nhiều bất động sản hạng sang trải dài từ Bắc vào Nam. Căn biệt thự tráng lệ ở Sài Gòn chính là minh chứng rõ nét cho sự giàu có và thành công của Hương Giang. Không gian sống sang trọng với đầy đủ tiện nghi cao cấp cùng tủ đồ hiệu đắt giá khiến nhiều người phải trầm trồ. Điểm nhấn của căn biệt thự còn nằm ở chiếc thang máy có giá lên đến 1 tỷ đồng, đèn bàn ăn rơi vào khoảng 100 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn mua tặng bố mẹ một căn biệt thự khác vô cùng khang trang tại Hà Nội. Số tiền mà cô đầu tư vào biệt thự, căn hộ và nhà đất ở mức khủng, khẳng định khối tài sản không phải dạng vừa. Đặc biệt, ở độ tuổi còn khá trẻ, Hương Giang đã sở hữu trong tay dàn xế hộp hơn 20 tỷ đồng. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả, Hương Giang không ngại khẳng định sự giàu sang và độ chịu chơi của mình bằng cách mang theo những chiếc túi xách hàng hiệu, những thiết kế giá bằng cả một gia tài. Mỗi lần như vậy, Hương Giang lại càng làm nhiều người trầm trồ vì cuộc sống giàu có của mình. Bạn thấy như thế nào trước khối tài sản siêu khủng của cô nàng? Bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!